bạn đang nhà trong bán sôm chỉ điểm xuống trong bán sôm thua đề cá vẹn con đang ở này ở cá chộp sạch và cá đặc sản đi cứ nên chỉ là anti đập rầm pì là thịt đập rầm pì để bán tránh nên chỉ là thịt đập rầm pì nâng chênh mà to để thịt và sôm chỉ việc tha chấp pì mong bấm bấm rất là hồn đó mà nạp pì ní mong ní mong rắm trong bà đề cá đấy cứ cá đặc sản chính đấy cứ ban chấm nuôn ở đập rầm pì lan nên lan thì đập rầm pì bà là rầm pì nâng chênh từ mình tới chín mươi bạn số một con nhưng bạn nâng mình to đi cả một thời gian.